đêm trước Noel một đêm mọi người nhé, đêm 23. Đó, hình lung linh chưa? Ngay phía trước nhà thờ Phù Cang. Lúc 8:30 thánh lễ đại triều cho được tập chọn một chiếu xe huyền chỉ. Rất đẹp. Giáng sinh Huế, giáng sinh tại nhà thờ Phù Cang. Ở trong nhà thờ là đang làm lễ chiều thứ bảy. Có thể pháo luôn. Đó. Trân trọng mến chào bà con cô bác anh chị và bạn, mình đang có mặt ngay phía trước cái nhà thờ Phù Cam mọi người. Tối ngày hôm nay là tối ngày 23, đêm rất là lung linh của Noel năm 2024, cùng với mình đi cập nhật một vòng cái tình hình Giáng sinh của năm nay. Bà con cô bác anh chị thấy đây ánh đèn lung linh của một cái xóm phía trước của nhà thờ Phù Cam này. Trong không khí trời rất là lạnh, tiết trời lạnh. Đó, các bạn thấy này, ngay phía trước nhà thờ Phù Cam luôn. Cảnh rất là đẹp. Lung linh xinh xinh. Mùa Giáng sinh xứ Huế. Đó, mùa Giáng sinh thì xứ Huế luôn nhộn nhịp ở hai cái nhà thờ là nhà thờ Phù Cam lung linh Giáng sinh và nhà thờ Phù Cam tối ngày hôm nay, tối ngày 23 mọi người nhé. Một vài cảnh nhà thờ Phù Cam tối ngày hôm nay. Ngay phía trước nhà thờ Phù Cam. Lúc 8:30 thánh lễ đại triều cho được tập chọn một chiếu xe huyền chỉ linh chủ tế tập một đường cha riêng hội đồng giả sử xin mặt và làm ta dựa theo ủy ban rất đẹp. Đẹp Giáng sinh Huế, Giáng sinh tại nhà thờ Phù Cam. Đây là hang đá mọi người nhé. Đẹp. Hôm nay ngày thứ 3 26/12 về thành Stefano kỷ niệm 31. Sư 43 gia đình trong giáo sự dân cùng với tổng số tiền 1 tỷ hồng ân của Chúa Hải Đồng và hưởng một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Trong thành lễ tổ hôm nay xin cộng đoàn hiệp tin mừng du xe Anna và bảy giới linh hồn theo ý. Cầu tin mừng Maria Magdalena và Phêrô theo ý một người. Bên này là cái khuôn viên để xe mọi người nhé. Một cái để xe đi thẳng ra ngoài này nè. Quang cảnh này, khu vực để xe cũng rất là đẹp không mọi người. Đây là cảnh của hai bên đi lên. Tuy nhiên là cổng không mở như mọi người nhé, ngày mai mới mở. Trang hoàng đèn ở các cái cây ở trên này. Đó, đẹp không? Chúng ta cùng nhìn lại mọi người nhé. Năm 2024 mọi người nhé, rất là đẹp. Ở đây là dịp 26 đoàn hội trưng mọi người. Tiệc đi bao bên trong. Cảnh Noel rất là đẹp, bao quanh cái nhà thờ Phù Cam. Bên kia là tiệc 14, đường đoàn hội trưng. Này là đi qua đường Nguyễn Trường Tộ. Noel Huế lạnh khoảng tầm 15-16 độ mọi người nhé. Trời lúc này ngớt mưa, có lẽ đẹp hơn. Ở trong nhà thờ là đang làm lễ chiều thứ bảy. Cạnh đường Hàm Nghi và Nguyễn Trường Tộ. Ta rẽ xuống đường Nguyễn Trường Tộ. Đây là nhà hàng Thiên Phú.
gần này phía trước nhà thờ đấy. Ế đêm Noel lung linh, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Tối ngày mai là ở cái vị trí này là bà con, cô bác, anh chị không thể đi được, rất là đông. Có thể là có rất là nhiều hình ảnh phát trực tiếp nếu mà mạng nó tạo điều kiện. Bình thường là mấy cái lễ chính, lễ lớn thế này là mạng nó bị đơ luôn mọi người. Đây là cầu Phú Cam. Chúng ta sẽ đi qua đường Lê Lợi. Đó, sau đó chúng ta sẽ đến với dòng Chúa Cứu Thế mọi người nhé. Dòng Chúa Cứu Thế tối nay cũng đẹp. Tối nay chắc chắn là sẽ rất là đẹp luôn. Đây là đoạn đường Nguyễn Trường Tộ đi giao nhau với lại là đường Nguyễn Huệ mọi người nhé. Đó, chúng ta sẽ chạy tới một đoạn. Bà con cô bác anh chị là dòng Chúa Cứu Thế mọi người nhé. Ở đây là mình đang đứng ngay phía trước dòng Chúa Cứu Thế là chúng ta đi quanh một vòng, sau đó chúng ta sẽ vào trong xem dòng Chúa Cứu Thế tối ngày hôm nay như thế nào. Đường Nguyễn Huệ. Đó, mọi người đi buổi tối mới thấy được cái dòng Chúa Cứu Thế thắp đèn nó mới đẹp. Đó, nhìn xa 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 là bắt đầu thấy rồi đó. Ồ, chết cái hạt nước mưa to quá. Ồ, mọi người thấy không? Đây, mình lau cái cam rồi đây. Đây, lung linh chưa? Đó, còn có bạn chỉ có một dòng Chúa Cứu Thế mọi người nhé. Ở đây phía trong này có rất là nhiều khuôn viên đẹp này. Hướng này là hướng dòng Chúa Cứu Thế này. Rồi chúng ta sẽ lên đó, đi qua hướng bên đó mọi người nhé. Rồi let's go. Góc quay đẹp nhất của Noel năm nay. Quá lung linh luôn. Đó, bà con cô bác chỉ thấy cái kiến trúc của dòng Chúa Cứu Thế đẹp không? Có thể tháo luôn. Đó, quá là tuyệt vời. Mà hôm trước là mình đi ban ngày, bữa nay là đi buổi tối, đẹp ghê luôn. Đó, có tiếng chuông của giáo đường. Linh đây là phía trước đường Hoàng Anh, trước đường Nguyễn Huệ này, rất là đẹp. Đó, tiếng chuông của giáo đường. Đó, giáo đường mở cửa giống như tuyết rơi mà đèn chiếu xuống như tuyết. Và đến tới đầu này chúng ta nhìn lui lại mới đẹp. Đi đúng lúc có chuông nữa, đẹp, có chuông nữa, hay ghê. Mấy nhà lân cận đây cũng trang hoàng, cái đèn lên đẹp, led lên đẹp. Đó, đây là Nguyễn Khuyến với Nguyễn Huệ đây mọi người. Hôm trước là mình có quay góc này rồi. Góc này là góc Nguyễn Khuyến và đường Nguyễn Huệ mọi người nhé. Đêm trước Noel một đêm mọi người nhé, đêm 23. Đó, hình lung linh chưa? Lung linh tuyệt vời luôn mọi người. Đó, chúng ta chạy chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái dòng Chúa Cứu Thế này. Ngay cái gốc cây bên cạnh đường, ngay cái gốc quay bên cạnh đường Nguyễn Khuyến, bên đường Nguyễn Khuyến có rất là nhiều bạn đứng chụp hình đây này. Quá là tuyệt vời luôn. Xem hang đá này. Hai nghìn hai mươi bốn với Bình mọi người nhé. Mùa Giáng sinh rất là đẹp. Tuyệt vời. Ở Sư Huế. À, ngoài này là có thêm mấy cái đèn này, mọi người. À, trang trí đèn này. Đẹp không? Ui giờ có mấy chiếc xe rồi có mấy con hươu bằng cây á, gốc cây. À, đẹp mọi người. Giáng sinh đẹp lung linh.
mọi người thấy cái cây thông Noel giả này đẹp, có cái lò sưởi này, có cổng đi vào này. Đó. Toàn cảnh Noel sao? Quá tuyệt vời luôn, đẹp mê ly. Qua Hồng Vương mọi người nhé, nhà khoa nụ cười Việt, trang hoàng rất đẹp luôn mọi người. Đó, bên này là đường Nguyễn Huệ chạy ra đường Hùng Vương. Nguyễn Huệ chạy ra đường Hùng Vương này mọi người nhé. Giáng sinh Huế tại đoạn góc ngã tư Hùng Vương và Nguyễn Huệ. Bên kia là Gâu Huế mọi người. Đó, góc này chúng ta có thể nhìn Vincom rất là đẹp tối nay. Có mấy khách sạn gần đây mọi người, đẹp lắm. Đường Phong Châu mọi người, đây là khách sạn Ý Chiên. Ở phía trước đó là Vincom. Đó, cảnh Noel, toàn cảnh Noel. Ôi Huế tối nay trang hoàng rất là đẹp. Đây, Vincom. Rồi trời mưa to quá rồi mọi người. Rồi đến đây thì mình cũng xin phép khép lại cái video cập nhật cái tình hình Noel Huế. Tối nay là tối ngày 23 mọi người nhé. Mỗi ngày mai sẽ là rất là đông và vui. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tối ngày mai để cùng nhau đi chơi Noel. Có thể là mình có một cái chương trình tiếp.